Thưa quý vị và các bạn, như vậy là vòng 9 giải Ngoại hạng Anh đã khép lại với 3 trận đấu diễn ra trong đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai. Chúng ta đã có trên sân nhà Selhurst Park thì Crystal Palace đã giành chiến thắng tối thiểu trước Tottenham Hotspur. Trong khi đó thì cũng trên sân nhà, một đội bóng thành London khác là Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle, và trận đấu được quan tâm nhất trong đêm ngày chủ nhật đó là trận đấu giữa West Ham và Manchester United. Thì West Ham trên sân nhà đã thắng Manchester United với tỷ số 2-1, và ở trận đấu muộn nhất vào rạng sáng ngày thứ hai thì Arsenal trên sân nhà đã hòa Liverpool với tỷ số 2 đều. Như vậy là bốn đội bóng thành London ra quân ở trong loạt đấu đêm ngày chủ nhật rạng sáng ngày thứ hai thì đều có những kết quả là không thua, và chúng ta chắc chắn rồi sẽ quan tâm hơn cả cho trận đấu giữa Manchester United với West Ham, cũng như là trận đấu giữa Arsenal và Liverpool. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay vẫn là vị khách mời quen thuộc, đó là bình luận viên Quang Huy. Thưa anh Quang Huy, sau trận đấu giữa West Ham và Manchester United thì chắc chắn là anh cũng lướt Facebook rồi, anh cũng đọc được những dòng trạng thái của các cổ động viên quỷ đỏ rồi, và anh cũng đọc được những dòng trạng thái của những người anti quỷ đỏ rồi. Thì đương nhiên là một trận thua này của Manchester United thì khiến họ tiếp tục là chịu thêm rất nhiều áp lực. Nhưng mà khoan, hãy nói về cái áp lực mà họ đang phải chịu. Chúng ta có lẽ phải bàn nhiều đến cái tình huống mà De Ligt bị thổi quả penalty ở những phút cuối như vậy. Thì sau khi mà tình huống đó diễn ra thì trên cái trang Twitter của Met Center của Ngoại hạng Anh ấy thì người ta giải thích cái tình huống đấy là như thế này. Ban đầu trọng tài chính là không công nhận penalty cho West Ham, nhưng mà sau khi mà tổ VAR có một chút gợi ý với trọng tài chính thì ông ấy đã ra xem lại màn hình, và cuối cùng thì là xác định đó là một tình huống mà đã có va chạm ở khu vực cẳng chân của De Ligt đối với Danny Ings và thổi cho West Ham một quả penalty có thể nói là cực kỳ nghiệt ngã như vậy. Có rất nhiều các cái diễn đàn của Manchester United sau trận đấu đã nói rằng là ở tình huống đó thì đúng là đã có va chạm giữa De Ligt và Danny Ings ở khu vực cẳng chân thật, nhưng mà trung vệ người Hà Lan đã kịp thời rút chân lại và tác động đó không mạnh đến cái mức mà phải thổi một quả penalty như thế. Vậy thì giữa một luồng ý kiến có phần khắc nghiệt của Premier League và giữa một luồng ý kiến mang nhiều cái hơi hướng là bức xúc của các cổ động viên Quỷ Đỏ, thì anh Huy, anh phân tích cái tình huống mà De Ligt bị thổi penalty là như thế nào? Quả thật là bóng đá Anh kể cả có va rồi nhưng mà vẫn rất nhiều tình huống gây tranh cãi, ai nói thế nào cũng có cái lý của mình. Thì bản chất luật bóng đá luôn có phần chúng ta gọi là phần xám ấy. Đấy, tức là nhiều khi là chiếu lên ở nhiều góc độ nhưng mà mỗi người có một cái quan điểm, và quan điểm của trọng tài lúc bây giờ thế nào thì phải chịu thôi. Cá nhân tôi cho rằng trọng tài đã có lý khi bắt penalty, đã có một cái tác động từ phía sau của Lick khiến cho cầu thủ Danny Ings của West Ham là bất lợi đi. Đấy, tức là làm cho anh ấy bị truy cản, nếu mà nói là trái phép cũng được, khiến cho anh bị mất cái lợi thế của mình. Thì thực ra cũng không có một góc quay nào thật sự rõ ràng ở cái điểm va chạm đó, nhưng mà tôi bằng tức là cái linh cảm một cách rất là cá nhân thì là có lý, và The League bị thổi vào đây là anh phải chịu thôi. Vâng, sau trận đấu thì các cổ động viên trên các cái diễn đàn của Manchester United tại Anh, đặc biệt là trên những diễn đàn lớn như kiểu The United Stand ấy, thì họ có một cái quan điểm mà khiến cho các trọng tài Anh có lẽ là cũng phải ngẫm nghĩ nha anh Huy nhé. Tức là họ nói rằng là các ông là những ông vua áo đen, là những người đưa ra quyết định trực tiếp trên sân cỏ. Ở tình huống đó, trọng tài chính đã là người quan sát được tình huống, đã không đưa ra quyết định thổi penalty rồi, nhưng chính vì sự dao động, mà cái sự dao động này đã tái hiện rất nhiều lần với các trọng tài Anh, không chỉ ở mùa giải này đâu mà còn rất nhiều mùa giải trước đó nữa. Vậy thì họ đặt ra một cái câu hỏi rằng phải chăng trình độ của các trọng tài tại Anh đang có bước đi thụt lùi khi mà họ không những là phụ thuộc quá nhiều về công nghệ mà họ còn không dám đưa ra những quyết định ở những thời điểm quan trọng của trận đấu như vậy ạ? Đúng là như thế. Trọng tài Anh thì chúng ta thấy gần đây họ tiếp tục bị chê cười rất là nhiều, và kể cả bóng đá có va rồi thì chúng ta xem các giải hàng đầu khác như Đức, Italia hay Tây Ban Nha nó rất là im, phối hợp với nhau rất là tốt, nhưng bóng đá Anh thì nó vẫn cứ lổn nhổn và thỉnh thoảng thì lại phải nói lời xin lỗi với các câu lạc bộ. Thì tôi cho rằng là trình độ chuyên môn của trọng tài Anh là có vấn đề, và cũng bởi thế mỗi mùa giải thì họ theo một kiểu, như mùa trước thì bị ngắt quá nhiều để mà trao đổi với nhau, đến mùa này thì lại nói rằng là trao quyền cho trọng tài nhiều hơn để mà tránh bị gián đoạn, và khi trao quyền rồi thì lại có những cái sự sai lầm của trọng tài. Nói chung bản thân tôi nhận thấy thế này, trọng tài Anh vào huấn luyện viên Anh thiếu rèn luyện, những giải khác thì mình cảm giác là người ta có thể là vất vả hơn, người ta không được cái đãi ngộ nhiều như bóng đá Anh, người ta chịu khó lắm, và rơi vào tình huống nào
người ta trong đầu cũng có công thức để mà xử lý rồi, nhưng trọng tài anh thì cứ loay hoay. Và đấy, chúng ta thấy là từ công tác trọng tài nhiều bất cập cho đến những cầu thủ của anh mà chuyển sang làm công tác huấn luyện ấy, thì cũng được một thời gian rồi là cũng chẳng thấy đâu cả, thì là không theo được. Tôi cảm giác là nó không chịu rèn luyện để mà hình thành trong đầu những cái phương án mà chúng ta rơi vào tình thế đấy, là mình hiểu là phải xác định nó thế nào. Vâng. Trở lại với Manchester United thì chúng ta thấy là cái bộ mặt của họ ở trong hiệp 2 so với những phút đầu tiên của hiệp 1, và cái điều này nó lặp lại ở rất nhiều trận đấu rồi. Như kiểu là hai đội hình của MU đá chứ không phải là một đội ở trên sân nữa. Những phút đầu tiên trên sân Olympic của West Ham thì chúng ta thấy là có tới 8 cú sút của Manchester United, trong khi mà West Ham thì chỉ có một thôi. Và trong 8 pha dứt điểm đó có tới 5 tình huống người ta gọi là big chance, tức là cơ hội lớn đấy. Thế mà cuối cùng là từ Garnacho, rồi từ Dalot, rồi từ rất nhiều những cầu thủ khác nữa, không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới của West Ham. Tiếp tục là một chữ nếu. Cái chữ nếu này thì nó không bao giờ nó xuất hiện trong bóng đá, nhưng quả thật là nếu như các tiền đạo của MU tốt hơn, nếu như họ tận dụng cơ hội tốt hơn, thì có lẽ là không chỉ trận đấu với West Ham mà rất nhiều trận đấu trước đó thì cái áp lực của họ đã không lớn như hiện tại, phải không anh Huy? Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Các trận đấu gần đây, kể cả MU không thua, thì cái việc mà họ không thắng được ấy, cũng là vì hàng công quá cùn. Vấn đề lớn nhất của MU lúc này là khả năng chuyển hóa cơ hội. Chứ còn công bằng mà nói, hàng phòng ngự gần đây họ đã chơi tốt hơn. Kể cả cái trận đấu này khi bị thua bởi một cái lỗi cứ cho là của De Ligt đi, thì tôi vẫn cho rằng hàng phòng ngự là cũng không phải là đến đến nỗi nào đâu. Những cái sai số nó ít đi, nhưng mà hàng công thì quá là vô duyên, khả năng chuyển hóa kém, cũng cũng khiến cho là thế này. Khi mà ở trên bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thì hàng phòng ngự đôi lúc cũng bị trùng, thì tôi không thể tưởng tượng có những tình huống mà hàng công của MU lại bỏ lỡ như thế. Højlund mùa giải thứ hai rồi nhưng mà vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ, anh ấy đá vẫn bị, tức là nó mộc mạc quá. Và một tiền đạo thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh chỉ bằng sức vóc mà đá mộc mạc như vậy thì cũng rất là khó tiến xa. Cái khả năng dứt điểm, ví dụ Garnacho cũng đã ghi bàn thắng rất là quan trọng và đẹp, nhưng mà gần đấy cơ hội tạo ra tận dụng đấy là rất ít. Rashford thì khỏi nói rồi, Bruno cũng bỏ lỡ nhiều. Nói chung tôi cho vấn đề lớn nhất của MU lúc này là khả năng chuyển hóa cơ hội cùn quá, thành ra đến lúc khi mà tấn công mãi không ghi được bàn thắng, tạo ra những cơ hội mà không không làm được gì cả, thì tinh thần của đội xuống và bị thua ngược lại là chuyện rất dễ hiểu. Sau cái kết quả có thể nói là vừa bất ngờ vừa không bất ngờ và có chút cay đắng này trên sân Olympic, thì chúng ta thấy là vị trí của Manchester United trên bảng xếp hạng mới chỉ là vòng 9 thôi, nhưng họ tụt sâu quá anh Huy ạ. Lúc này thì chúng ta thấy là Manchester United đang xếp thứ 14, 5 trận gần nhất thì họ chỉ thắng một trận, và có một cái thống kê đáng sợ hơn nữa anh Huy ạ, đó là 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường nhé, là MU thắng được đúng một trận gặp Brentford, còn đâu là toàn hòa và thua, mà tỷ lệ những trận hòa là cực kỳ nhiều. Thì đúng như anh Huy nói đấy, có thể là không thua đâu, nhưng mà những cái trận mà MU không thắng được thì cũng để lại một cái sự ức chế nào đó. Và người ta bắt đầu tính ra ở sau trận đấu này, các cái siêu máy tính của các cái chuyên trang dự đoán ấy, thì họ bảo rằng Manchester United mùa này giỏi lắm là kết thúc được ở trong top 8, nhưng mà có nhiều người còn bi quan hơn. Bởi vì top 8 bây giờ là những ai? Top 8 bây giờ là Tottenham, là Brighton, thậm chí Chelsea đá như thế bây giờ còn chưa chen chân được vào top 4. Vậy thì với cái vị trí thứ 14 hiện tại, anh có nghĩ rằng là MU còn có cơ hội để đua tranh một cái cuộc đua nào đó trên bảng xếp hạng Premier League ở mùa này hay không? Tôi nghĩ là vẫn còn cơ hội nếu được thay bởi một huấn luyện viên khác. Chứ Ten Hag thì với Ten Hag là không vào top 8 đâu. Cứ kiểu đá thế này càng đá càng cùn đi và nó không đi đến đâu cả. Cứ sau trận đấu là có một cái điệp khúc như thế, và chúng ta cũng đã rất chán cái việc mà phải nghe những lời biện hộ này rồi. Thực sự là mình cũng hiểu là ban lãnh đạo MU rơi vào cái tình thế nó cũng kẹt, bởi vì là ai thay bây giờ là cái hệ thống con người đã bị lún vào cái tư duy của cái đang rồi. Thế nhưng mà có lẽ rồi cũng phải quyết đoán thôi, và nên động viên Ruud van Nistelrooy chẳng hạn, cho anh thay Ten Hag và làm 5 trận xem thế nào, rồi sau tính tiếp để mà đưa ra cái mốc 5 trận như thế, thì và Van Gaal cũng đỡ bị lúng túng. Tôi nghĩ là như vậy, chứ còn để thế này mãi nó rất là mệt, và các cầu thủ cũng bại hoại, cảm giác là không có cầu thủ nào có thể đạt được phong độ tốt trong một thời gian kéo dài. Vâng, và bây giờ là người ta bắt đầu đặt ra một cái gọi là deadline anh Huy ạ. Bây giờ chúng ta thấy nhá, sau trận đấu West Ham này thì MU sẽ gặp Leicester ở League Cup, sẽ gặp Chelsea ở Premier League vòng 10. Sau đó sẽ có một trận đấu khá dễ thở với PAOK ở Europa League, rồi lại gặp Leicester ở Premier League. Sau đó thì họ phải trải qua Ipswich Town, Bodo Glimt, Everton rồi mới lại đến Arsenal.
Vậy thì anh Huy ạ, với 8 trận đấu trước mắt, trong đó có hai trận cực kỳ đỉnh là gặp Chelsea và Arsenal. Vậy thì theo anh Huy, deadline mà Ten Hag phải rời Old Trafford có thể rơi vào trận nào nếu như kết quả trận đấu đó không tốt ạ? Tôi nghĩ là với cái lịch mà chúng ta vừa trao đổi với nhau ấy, thì thực ra nó không phải là quá căng. Và xen lẫn giữa các cái trận đấu cứ cho là thảm bại trước các đội mạnh đi, thì lại cái cửa có điểm với những đội kia là vẫn cao vì những đội yếu quá. Thế thì cứ xen lẫn như vậy thì tôi sợ rằng là chúng ta vẫn còn phải bị chịu đựng cái này lâu đấy, chứ không đơn giản đâu. Với lịch thế không phải là quá căng. Thua một trận nhưng mà xen giữa thua thì lại có thắng hay là có những kết quả có vẻ khả quan hơn đấy. Thế thì tôi nhận thấy là nếu sa thải cái lúc mà muốn sa thải nhất thì đã qua rồi, và tôi thấy rằng là như hiện nay lại khó sa thải. Và cũng chỉ hy vọng là các cổ động viên Manchester United trong thời gian tới thì sẽ được chứng kiến những kết quả tích cực hơn, dù rằng là có phải là Ten Hag hay không. Và ngày hôm nay thì còn một trận đấu nữa cũng được người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất quan tâm, đó là màn so tài trên sân Emirates, trận Super Sunday giữa Arsenal và Liverpool. Anh Huy ạ, trước trận đấu này ấy, thì nhiều người ấy, cứ nghĩ rằng là Arteta sẽ không dám dùng Bukayo Saka, bởi vì là kể cái từ cái chấn thương của Saka mà gặp phải trong trận Anh thua Hy Lạp tại Wembley ấy, thì đến trước cái trận mà gặp Shakhtar Donetsk ở UEFA Champions League thì trong cái buổi họp báo trước trận, Arteta cũng nói rằng là Saka thậm chí còn chưa tập trở lại. Thế nên là ông ý cũng không chắc là Saka có thể ra sân vào cuối tuần này. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy Saka vào sân đá rất cháy, thậm chí là có bàn thắng theo cái dạng là rất là bùng nổ về mặt cảm xúc như vậy. Vậy thì anh Huy ạ, Arteta dường như là sau những lần mà anh ý có vẻ là ngây thơ và non kinh nghiệm một chút ở những mùa giải trước, thì mùa giải này cái việc dùng Saka có một chút nào đó là tung hỏa mù và cuối cùng là tung một đòn đánh vỗ mặt vào một đối thủ mạnh như Liverpool, thì chúng ta thấy là cả Saka và cả Arteta cũng đã trưởng thành, đúng không? Rõ ràng là trong thời điểm này khi mà Arsenal đặt mình vào họ mà xem hai mùa giải nỗ lực như vậy nhưng mà không thể vô địch được, thì bây giờ bằng mọi giá vô địch, kể cả những cái chúng ta gọi là nghệ thuật hắc ám, tức là dương đông kích tây, rồi là kể cả cái việc cho Salah, cho Saka tập luyện mà nói là không, thì chuyện này hoàn toàn có thể. Tôi nghĩ rằng là Arteta cũng là con người khôn ngoan, và những gì vận dụng theo kiểu là đúng luật chẳng ai làm gì được, thì nếu cần là người ta sẵn sàng làm để mà đạt được cái tốt nhất cho câu lạc bộ của mình. Cái chuyện này rất dễ hiểu, bởi vì trong cái bối cảnh hiện nay Arsenal lại quá khó khăn về lực lượng, thành ra là làm sao đấy tối ưu hóa những gì mình có là cái cách mà Arteta cần phải làm để mà đạt được thành tích như mong muốn. Cá nhân tôi nhận thấy trận đấu này hòa là tốt cho Arsenal đấy, chứ còn nếu mà thua thì là lún rất sâu, và quan trọng là vấn đề niềm tin nữa. Trước mắt là hòa để mà cho thấy rằng là trận đấu vừa rồi nó chỉ là cái sơ sẩy thôi, chứ vẫn hòa được là vẫn có thể nuôi hy vọng để mà không bị bỏ xa và niềm tin nữa còn. Vâng, và có một cái điều anh Huy vừa nói là nghệ thuật hắc ám đến từ Mikel Arteta, đúng không? Thì cách chơi của Liverpool trong thời điểm qua thì ở trên diễn đàn này cũng như là nhiều diễn đàn khác thì anh Huy cũng đã có một cái nhận xét rất đáng chú ý, đó là Arne Slot với Liverpool thời điểm hiện tại thì làm một cái cách mà khác với Jurgen Klopp đã từng làm với Liverpool. Ở cái thời điểm mà Liverpool bị dẫn 2-1 ấy, thì chúng ta thấy là nếu như là thời Jurgen Klopp nhé, là họ sẽ ào lên tấn công một cách rất mãnh liệt, một cách rất bỏng cháy để bằng mọi cách sớm nhất có được bàn gỡ hòa hai đều. Nhưng mà với Arne Slot thì ông ấy không làm như vậy, cứ vẫn cứ cái lối chơi kiểm soát bóng vẫn cứ từ từ, và cuối cùng là cái bàn thắng của Salah ấy, nó đến ở trong cái bối cảnh mà Salah đâm vào đúng cái vị trí yếu nhất của hàng thủ Arsenal. Tức là Arne Slot ông ấy không nhất thiết là cứ phải ào lên như Jurgen Klopp, mà chỉ cần cứ kiểm soát tốt, đánh đúng và trúng thời điểm mà đối phương sơ hở là đã có bàn thắng. Vậy thì sau trận đấu thì tôi có đọc ở trên Twitter thì rất nhiều cổ động viên Liverpool nói rằng là đấy, đá như vậy mới xứng đáng là mang dáng dấp hình ảnh của nhà vô địch. Anh Huy bình luận như thế nào về cái quan điểm đó của các cổ động viên lữ đoàn họ? Thực ra đây là trận đấu mà bên phía Liverpool có một số cầu thủ không đạt được phong độ cao nhất. Arsenal sức mạnh như vậy, nhưng mà Liverpool để mà nói là đá thực sự khắc phục trận này thì cũng chưa. Cá nhân tôi thì tôi có phần tiếc cho Arsenal đấy, bởi vì là họ đã để thua trong một cái tình huống mà đang dẫn bàn nhưng mà lại dâng lên quá cao, chẳng thà là đang bị dẫn bàn thì dâng lên để tìm cái bàn thắng. Đằng này đang dẫn mà lại dâng lên như vậy, xong rồi để phản đòn không rút về kịp trong bối cảnh mà Mahrez rời sân rồi. Khi trung vệ Gravesi rời sân thì hàng thủ có phần bị sọc sạch, và trong điều đó thì Salah rất là tinh quái khai thác cái quả đó. Arno cũng thực hiện một cái pha chuyền bóng tuyệt vời. Salah cũng rất là tinh khôn. Nếu mà Salah rúm vào một phía với cả Darwin Nunez thì cơ hội chưa qua. Nhưng mà họ lập tức tráo đổi vị trí với nhau một cái là mở ra một cơ hội để mà Salah ghi bàn. Anh ấy vẫn rất quan trọng với câu lạc bộ Liverpool.
đấy, cá nhân tôi là tiếc tiếc cho Arsenal thế này hơn. Thế còn Liverpool thì chắc chắn là mình cảm nhận được cái cách đó, họ có thể không không vũ bão, không thật sự ấn tượng như thời Klopp, nhưng mà cái kiểu đá này là cái cách đá khiến họ rất khó thuộc. Vâng, chúng ta thấy ngày hôm qua thì Manchester City mặc dù là họ thắng đối thủ rất yếu, đó là Southampton, với một bàn thôi, nhưng mà một bàn đó với 3 điểm là đủ để họ tọa sơn quan hổ đấu trước trận Super Sunday ngày hôm nay. Và cuối cùng thì là thầy trò Pep Guardiola đã có thể nở một nụ cười có thể nói là mãn nguyện đấy, khi mà hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì cầm chân nhau, còn mình thì vừa có 3 điểm. Lúc này ở trên cục diện bảng xếp hạng, anh Huy thấy là Man City thì dẫn đầu với 23 điểm, Liverpool đứng thứ hai với 22 điểm, nhưng Arsenal cũng sau vòng 9 này đá bằng số trận như nhau thì điểm số của họ thua kém Liverpool đã là 4 và kém Man City đó là 5 điểm. Chúng ta đã nói đi nói lại rất nhiều về cái việc là để đánh bại Man City của Pep Guardiola tại Premier League thì một đội bóng phải đạt được một cái trạng thái đó là trên mức hoàn hảo. Và thì lúc này Arsenal đã kém Man City tới 5 điểm rồi, mặc dù Man City mùa này được nhận định là không quá hay bằng những mùa trước. Và thì đây có phải là một tín hiệu đáng lo cho pháo thủ hay không? Tôi cho rằng là năm nay nếu mà hình thành cuộc đua theo kiểu ta mã ấy, thì nó sẽ có lợi cho Arsenal hơn. Chứ còn song mã thì là cái mức độ tác động tương tác lẫn nhau nó ít, và như hai mùa trước Arsenal đã song mã rồi mà cuối cùng vẫn không thể vô địch. Bây giờ tôi cũng rất mong là có cái tình trạng là ba đội cùng bám đuổi, và cá nhân tôi thì trận đấu hôm nay tôi tiếc cho Arsenal, nhưng về cơ bản với tình trạng của Arsenal hòa cũng là tốt rồi, để tiếp tục hy vọng và có một cuộc đua tam mã có thể là sẽ khiến cho Man City bị mất điểm nhiều hơn. Cả ba cuộc đua cùng khao khát như vậy thì rõ ràng là mức độ tương tác với nhau sẽ khiến Man City mất đi nhiều cái, tức là sẽ bị mất nhiều điểm, thì tôi nghĩ là chỉ có cách đấy mới có thể chốt cái ngôi vô địch của họ thôi, chứ còn đâu là rất là khó trong bối cảnh mà Man City vẫn đang hết sức vững vàng, còn Arsenal thì sức mạnh. Trận đấu hôm nay giữa Arsenal và Liverpool thì tôi thấy có những cái điểm chung, tức là cả hai bên một trận đấu thực ra là không quá bùng nổ như chúng ta chờ đợi. Thứ nhất bên phía Liverpool thì một bên Liverpool là nhiều cầu thủ không làm phòng thủ tốt, Arsenal thì sức mạnh và đá theo cái kiểu gai góc xù xì. Thế thì cả hai bên đều có được những bàn thắng từ các pha cố định, và cũng đều có được một cái bàn thắng nhờ một cái pha chuyển dài lên khiến cho đối phương bất ngờ. Đấy, tức là một cái sự rất là giống nhau của hai đội trong trận này, và cơ bản hòa cũng là kết quả đẹp cho những người muốn thấy cái sôi nổi của giải ngoại cho đến hết mùa. Và câu hỏi cuối cùng cho anh Quang Huy, quay trở lại đội bóng yêu mến của anh và là đội bóng yêu mến của rất nhiều người, anh muốn nhắn nhủ điều gì với các cổ động viên Manchester United trong ngày đi làm đầu tuần, khi mà video của chúng ta sẽ phát sóng vào sáng ngày hôm nay, sáng thứ hai ngày đầu tuần, sau một trận đấu lại đau đớn như nhiều trận đấu khác? Tôi cho rằng là chúng ta cũng quen với câu chuyện này rồi. Chúng ta, những con người mà đang gắn bó với Man United thì có thể mình không hài lòng với người này người kia, nhưng mà cơ bản đây là câu bộ mình yêu quý và nó đang trải qua một cái khó khăn. Rồi mọi chuyện cũng phải qua đi thôi. Tất nhiên là chúng ta cũng bị chờ đợi hơi lâu rồi, nhưng mà thôi, cuộc sống nó vẫn cứ tiếp tục. Và tôi nghĩ rằng là với đội bóng mình yêu thì mình vẫn cổ vũ và chúng ta vẫn mong chờ những kết quả tốt sắp tới, đồng thời cũng hy vọng lãnh đạo câu lạc bộ sẽ quyết đoán hơn. Đấy, tôi thích cái kịch bản Vanessa nói có thể là còn e dè thì trao cho anh 5 trận xem anh làm thế nào, rồi là tính tiếp. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bình luận viên Quang Huy về hai trận cầu tâm điểm của vòng 9 ngoại hạng Anh, trận đấu giữa West Ham và Man United cũng như trận Super Sunday giữa Arsenal và Liverpool. Thưa quý khán giả, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng đã đi đến phần kết rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những buổi bình luận tiếp theo với bình luận viên Quang Huy. Xin chào và hẹn gặp lại.